bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ. Phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ. Nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2016, có nhiều nội dung chính như sau. Trực thăng chở 3 người rơi ở núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Tìm được thi thể bé trai 8 tuổi bị nước cuốn vào ống cống. Vá đường dây bán dâm toàn hot girl, người mẫu, ca sĩ. Bị bạn trai cũ cầm mũ cối đánh, cô gái cầm dao chém lại. Lẻn vào nhà dân trộm xe máy vẫn không thoát. Thái Lan bắt kẻ âm mưu đánh bom ngay giữa quốc tang. Trung Quốc tử hình quan chức giấu hơn 1 tấn tiền. Và sau đây là nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, trưa ngày 18 tháng 10 trao đổi với Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác nhận một máy bay huấn luyện của Trung tâm huấn luyện máy bay Bà Rịa Vũng Tàu đã bị mất tích vào sáng cùng ngày. Hiện đã xác định danh tính ba phi công trên máy bay bị nạn gồm Đại úy Dương Lê Minh, giáo viên, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng là học viên. Máy bay cất cánh vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 55 thì mất liên lạc. Nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin vào bản tin tiếp theo. Sáng ngày 18 tháng 10, sau gần 2 ngày đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cho bé Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi, bị nước mưa cuốn trôi vào cống trên đường số 4, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo cơ quan chức năng, thi thể cháu bé được tìm thấy ở khu vực gần cầu Suối Nhâm, khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cách hiện trường cháu bé bị nạn gần 3 km. Trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An Nguyễn Thanh Phong cho biết, sáng cùng ngày, một trẻ đi chăn bò khu vực gần cầu Suối Nhâm đã phát hiện thi thể cháu bé nên vội báo cho mọi người. Hay tin, cơ quan chức năng địa phương cùng người thân của cháu Hiếu đã đến kiểm tra và xác định nạn nhân là cháu Hiếu. Liên quan đến vụ việc ngày hôm qua, ngày 17 tháng 10, đại diện công ty cổ phần Đại Nam cũng có mặt tại hiện trường, thừa nhận cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính Dĩ An vẫn do công ty quản lý. Đại diện Đại Nam nói, công ty cũng nhận một phần trách nhiệm vì tai nạn này. Trong ngày 17 tháng 10, nhiều nhân viên công ty cổ phần Đại Nam đã dùng thanh sắt chắn miệng cống lại. Ngày 17 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây bán dâm cao cấp do các tú bà là ca sĩ Nghiệp Dư, người mẫu cầm đầu. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra hành vi môi giới mại dâm gồm Nguyễn Thị Cẩm Giang, Tự Thủy, 25 tuổi, quê Bạc Liêu, Mai Thiên Trang, 25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Nguyễn Hồng Nhung, 22 tuổi, quê Đồng Nai và Lô Thị Trưởng Thành, 24 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ. Trong đó, Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của cuộc thi solo cùng Bolero năm 2016 do Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long tổ chức mới đây. Mai Thiên Trang từng là thí sinh tham dự đoạt hai giải phụ của một cuộc thi hậu năm 2012. Công an cũng đang làm rõ vai trò của 24 người có liên quan khác để xử lý về mặt hành chính. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua, ngày 17 tháng 10, tại ký túc xá của Trường Đại học Giao thông Vận tải thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Theo một bảo vệ ở ký túc xá cho hay, vào thời điểm này một nam thanh niên là sinh viên hiện đang theo học một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến phòng bạn gái cũ ở ký túc xá Trường Đại học Giao thông Vận tải. Sau đó hai người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này nam thanh niên đã dùng mũ cối đập nhiều cái vào cô bạn gái. Quá bức xúc với hành động này của bạn trai, cô gái lấy dao chém hai nhát trúng vào đầu và tay của nam thanh niên, khiến nam thanh niên bị rách da và phải đến bệnh viện khâu lại vết thương. Lý do ban đầu được cho là sau khi chia tay, nam thanh niên này đến đòi lại những món quà mà mình đã tặng cho cô gái trước đó, dẫn đến sự việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Vào ngày 18 tháng 10, BC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đội cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc BC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa truy bắt một người cướp xe máy và bàn giao lại cho công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào chiều hôm qua 17 tháng 10. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 10, khi đang làm nhiệm vụ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, thì đội cảnh sát giao thông Đa Phước nghe thấy có tiếng truy hô cướp. Nghi vấn đây là trường hợp cướp đoạt tài sản trái phép bị người dân truy đuổi, đội đã dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo. Sau khi thanh niên ngã xuống đường, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đã ập vào khống chế bắt giữ. Tại công an xã Bình Hưng, nam thanh niên khai nhận tên Nguyễn Văn Chí Hữu, sinh năm 1994, quê ở Đồng Tháp. Hữu khai nhận đã trộm xe mô tô mang biển kiểm soát 53Z24611 trong nhà số A17-5, ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, bị người dân phát hiện truy hô nên đuổi theo. Hiện vụ việc vẫn đang được công an xã Bình Hưng tiếp tục giải quyết theo quy định. Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông tại căn phòng được thuê ở quận Bang Sao Thong hôm 17 tháng 10.
người này bị tình nghi âm mưu kích nổ 3 quả bom xe ở vùng ngoại ô Bangkok vào cuối tháng này. Danh tính của nghi phạm không được tiết lộ. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát, binh sĩ và giới chức địa phương khám xét căn phòng số 207 thuộc tầng 2 của một khu nhà nằm trên đường Băng Sao Thông 35, quận Băng Sao Thông. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 10 đưa tin Wei Baoyang giữ chức vụ phó vụ thăng đó Cục Năng lượng Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vào năm 2014, đã bị bắt giữ và điều tra về tội danh nhận hối lộ sau khi cảnh sát khám xét nhà ông Wei và phát hiện hơn 200 triệu nhân dân tệ, gần 30 triệu USD tiền mặt nặng hơn 1,2 tấn. Tòa án thành phố Bảo Thiên ngày 17 tháng 10 đưa ông Wei án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Nhưng trên thực tế, ông này sẽ phải ngồi tù suốt đời và không được tạm tha hay ra tù trước hạn. Tân Hoa Xã cho biết, Wei Baoyang sở hữu một lượng lớn tài sản trị giá hơn nhiều so với thu nhập hợp pháp của ông mà không thể giải thích nguồn gốc của tài sản đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.